Dạ vâng, em nghĩ ô tô cũ Hải Phòng chuyên kinh doanh mua bán trao đổi ký gửi tất cả những dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Xin kính chào toàn thể quý các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng 3 mẫu xe Hyundai ASEAN hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong 3 mẫu xe Hyundai ASEAN hàng nhập, hàng Việt. Đấy, 2 mẫu xe số sàn và 1 mẫu xe số tự động. 2 con nhập khẩu và 1 con lắp ráp tại Việt Nam. Đấy, con lắp ráp thì sản xuất 2018. Đấy, sản xuất 2018 nước sơn màu trắng các bác nhá. Đấy, và em tiến đến một mẫu xe sản xuất 2012 trước này. Đấy, mang biển kiểm soát ra 36A. Đấy, sơn xi màu ghi xám này. Một mẫu xe gia đình sử dụng. Dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành. Đồ đạc của xe Hyundai thì rất là dễ thay thế các bác nhá, không hay ở bạc luôn. Đấy, con này thì hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Mang phiên bản số sàn với động cơ 1.4. Vâng, biển kiểm soát 36A 23657. Một mẫu xe Hyundai ASEAN nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, mang nước sơn màu ghi xám rất là đẹp luôn. La răng đúc 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ các bác nhá. Gương kính chỉnh cùng xe. Một mẫu xe gia đình sử dụng. Đấy, không taxi, không dịch vụ luôn. Đấy, và sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống nội thất của xe này. Vâng, nội thất của xe các bác này. Đấy, nội thất thì ghế da vẫn còn nguyên bản theo xe. Đấy, bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu, bô lăng kép. Vâng, bàn phím tích hợp trên bô lăng, màn hình chưa có các bác nhá, con này chưa độ lên màn hình. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng. Một mẫu xe Hyundai ASEAN hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, mang nước sơn rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong 3 mẫu xe Hyundai ASEAN hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em đi các bác nhá. Đấy, hệ thống thông số kỹ thuật này. Đấy, thông số kỹ thuật các bác nhá. Ốc ác bản đề này. Chưa hề động đến kale mỏ led luôn. Hệ thống trần của xe, nó là trần nỉ nguyên zin nguyên bản theo xe. Đấy, đã được bọc bọc một lớp ni lông bên ngoài rồi. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Hyundai ASEAN nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về này, alo cho em nghị các bác nhá, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh các bác nhá. Đấy, sơn xi thì ok, sạch sẽ rồi. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này. Đấy, bên em có bao rút hồ sơ gốc để cho các bác. Đấy, cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc. Con này thì bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là 298 triệu đồng. Vâng, chỉ với 298 triệu đồng, bên em có bao hồ sơ gốc để cho các bác. Đấy, bao hồ sơ gốc để cho các bác, cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc các bác nhá. Hệ thống táp ly cánh cửa này. Đấy, lớp lỉ của nó vẫn còn nguyên zin luôn. Đấy, tất cả hệ thống khung cánh cửa này rất là đẹp các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Hyundai ASEAN, vâng, hàng nhập khẩu nguyên con các bác nhá, hàng nhập khẩu nguyên trước luôn. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác này. Đấy, táp ly thì của nó vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Hai túi khí an toàn. Đấy, đầu đài vẫn còn nguyên bản theo xe các bác nhá. Số sàn động cơ chỉ có 1.4 thôi. Đấy, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số. Đấy, sơn xi thì ok, đẹp đẽ, sạch sẽ rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, không phải làm bất cứ một cái gì các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Hyundai ASEAN hàng nhập khẩu. Đấy, sản xuất 2012 mà giá tiền chỉ với 298 triệu đồng. Vâng, 298 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ gốc ở trong bác. Đấy, cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Và sau đây em sẽ đến một mẫu xe số tự động sơn xi màu đen, biển kiểm soát Thái Bình quê lúa này. Đấy, 17A13855. Một mẫu xe số tự động động cơ 1.4 hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Một mẫu xe Hyundai ASEAN sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động. Đấy, số tự động có nhà xe gia đình sử dụng luôn. Đấy, la răng đúc 4 bánh, thanh đĩa 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ. Đấy, dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành luôn. Đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Đấy, đăng kiểm của em nó còn đến tháng 4 năm 2023. Vâng, đăng kiểm thì dài miên man luôn. Hệ thống nội thất của xe này, con này thì đã được độ lên màn hình cam nùi, màn hình Android to phạc rồi. Hai túi khí an toàn. Đấy, 2011 giá tiền 335 triệu đồng. Vâng, 335 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ gốc và cho các bác.
ấy, cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc. Hoặc là họ quan tâm một trong ba mẫu xe Hyundai Accent hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị mà không đến được trực tiếp bãi xe của em xem xe test xe, alo trực tiếp cho em, cọc cho em khoảng 2-3 triệu làm phí lộ đi đường. Em sẽ cho anh em đánh xe, test xe đến tận nhà cho các bác xem xe tại nhà các bác nhé. Ốc áp bản đề cánh cửa này chưa hề động đến kale mở lết luôn. Đấy, bao zin bao phê cho các bác nhé. Đấy, bao zin bao phê cho các bác. Đấy, 3 mẫu xe Hyundai Accent hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị các bác nhé. Trần của nó này, trần nỉ nguyên bản theo xe. Bên trong bên ngoài đã được bọc một lớp ni lông rồi. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, có bao hút hồ sơ gốc cho các bác. Đấy, cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ này. Đấy, tất cả khung cánh cửa các bác nhá. Cột kèo zin. Vâng, cột kèo zin, máy zin luôn. Đấy, cột kèo zin, máy zin. Vâng, nội thất thì rất là tươi. Các bác xem lốp dép của xe này. Đấy, tất cả cua lốp này. Phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Phanh đĩa 4 bánh, túi khí ABS, chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhá. Một mẫu xe gia đình sử dụng. Đấy, biển kiểm soát Thái Bình quê lúa này. Đấy, một mẫu xe Hyundai Accent. Sản xuất 2011, số tự động. Đấy, động cơ của nó là 1.4 máy xăng các bác nhá. Đấy, biển kiểm soát Thái Bình quê lúa rất là đẹp luôn. Đấy, nội thất rất là tươi. Rất là tươi các bác nhá. Đấy, các bác xem này. Đấy, rất ok luôn. Đây, bô lăng của xe các bác này. Bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu bàn phím tích hợp này. Màn hình Android cam lùi đầy đủ rồi. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Gương kính chỉnh điện. Đấy, bảng tổng của gương kính chỉnh điện các bác nhá. Hệ thống táp ly cánh cửa này, đằng trước bên lái các bác nhá. Phần tất cả hệ thống khung cánh cửa này. Đấy, keo chỉ này. Vậy bật lên xuống này. Đấy, thông số kỹ thuật này. Đấy, những cái ốc áp bản đề này chưa hề động đến kale mở lết luôn. Với giá tiền 335 triệu đồng. Đấy, bên em có bao hồ sơ gốc bao hồ sơ gốc các bác, cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì nhấc máy lên alo cho em. Đấy, alo trực tiếp cho em để được cái giá tốt nhất luôn các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe lướt, một mẫu xe Hyundai Accent sản xuất 2018 này. Đấy, 2018 số sàn. Con này thì bản lắp ráp tại Việt Nam các bác nhá. Biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ này. Màn nước sơn màu trắng ngọc trai. Vâng, một mẫu xe Hyundai Accent sản xuất 2018. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng này. Bên em đang chào bán với giá là 420 triệu đồng. Vâng, 420 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Accent. Đấy, bản này bản lắp ráp trong nước, form mới rất là đẹp luôn. Đấy, xe gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Đấy, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe Hyundai Accent bản sedan hay đâu. Đấy, xe gia đình, một chủ sử dụng từ mới này. Vâng, nội thất này. Đấy, các bác xem nội thất này. Nội thất thì ghế lỉ xịn sò nguyên bản theo xe. Bô lăng bàn phím tích hợp, màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Gương kính chỉnh điện và cột xe nguyên bản theo xe. Keo chỉ zin và máy số zin luôn các bác nhá. Đấy. Keo chỉ zin, máy số zin. Xăng ăn khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Đấy, bao zin bao phê cả xe cho các bác. Đấy, một mẫu xe Hyundai Accent. Mang nước sơn màu trắng ngọc trai, mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ các bác nhá. Máy gầm miễn bàn, máy gầm đại chất luôn. Đấy, con số ngọt. Đấy, em có 3 mẫu xe, 5 mẫu xe Hyundai Accent thì hai chiếc kia thì anh em nó đi rồi. Đấy, một chiếc còn một chiếc 2014 này với một chiếc 2012. Vâng, 2014 số sàn nhá, 2012 biển Bình Dương cũng là số sàn. Đấy, em có 5 chiếc thì hôm nay em mới gom được 3 chiếc thôi. Còn 2 chiếc nữa thì anh em nó đang đi hôm nay là đi về quê các bác nhá. Đấy, nội thất này. Đấy, rất là ok luôn. La răng đúc, phanh đĩa 4 bánh, túi khí cũng như ABS. Bao zin bao phê cho các bác luôn. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong 3 mẫu xe Hyundai Accent, 2 chiếc nhập khẩu và một chiếc lắp ráp trong nước. Đấy, alo cho em Nghị các bác nhá. Đấy, nội thất thì rất là tươi rồi. Đấy, bao zin bao phê luôn.
Đấy, bao zin cả xe, xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính, chỉnh điện và cột xe. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới này. Một mẫu xe Hyundai ASEAN sản xuất 2018 với giá tiền 420 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong ba mẫu xe Hyundai ASEAN, đấy, hàng nhập, đấy, hàng Việt, số sàn, số tự động có đủ luôn. Vậy thì bác nào mà quan tâm thì cứ nhấc máy lên alo cho em các bác nhé. Hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Và xin trân trọng và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã trong thời gian qua đã theo dõi kênh của em trong suốt một thời gian dài đó nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.